Chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trần Studio. Mình đang có đây là một chiếc laptop với giá là 100 củ và sẽ được thối lại 10.000 đồng, tức là 99.990.000 các bạn ạ. Và đây sẽ là hộp của nó, Zephyrus S17 2021. Một chiếc laptop mà làm cho mình rất ấn tượng bởi những trang bị mà nó đang có, từ con chip, cấu hình cho tới những thứ liên quan đến bàn phím này thế kia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp ra để biết được nó sẽ như thế nào. Và đây sẽ chỉ là cái hộp bên trong này nhá. Bên ngoài thì nó sẽ có một cái hộp to bao gồm là cái hộp nhỏ này và một cái cục sạc như thế này. Và cục sạc của sản phẩm nó cũng sẽ rất là to, bởi vì cái chiếc máy này á, nó có TDP rất là cao nên nó sẽ phải có một cục sạc cho chúng ta một cái nguồn điện lên tới là 280W các bạn ạ. Cực kỳ to luôn. Mình sẽ bỏ qua một bên và chúng ta sẽ cùng nhau lấy con Zephyrus S17 ra. Đó, mở hộp sang một bên này. Sau đó chúng ta chỉ cần mở cái nắp này lên là chiếc máy của chúng ta nó sẽ được đẩy lên. Cách thiết kế hộp rất là thú vị đến từ nhà Asus. Trước đây thì Zephyrus G14 thì mình cũng đã có những cái hộp thiết kế như này rồi. Nhưng mà để mà làm đặc biệt được như thế này, đẹp được như thế này thì giờ mình mới thấy S17 có. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau quay đến với cái chiếc S17 ở bên đây. Thì các bạn có thể thấy rằng là cái chiếc Zephyrus S17 này nó mang lại cho mình một cái mặt A với cảm hứng khá là giống với cái chiếc Zephyrus Duo SE Special Edition ấy. Tất nhiên thì nó vẫn sẽ được hoàn thiện từ kim loại này, một cái vết cắt từ trên xuống và chữ Republic of Gamer. Cực kỳ đẹp và hình logo ROG ở trên đây. Bên dưới thì sẽ là những cái lỗ. Nó sẽ là những cái họa tiết mà các bạn bắt gặp ở trên rất nhiều những sản phẩm ở năm 2021 của nhà Asus. Ví dụ như là Zephyrus M15 chẳng hạn. Quay ra với mặt trước của Zephyrus S17 thì cũng như thường lệ thôi, cái tên nói lên tất cả, S17, thì chúng ta sẽ có đây là một cái màn hình 17 inch. Với những cái tùy chọn của chiếc S17 này thì chúng ta sẽ có màn hình 4K 120Hz hoặc là 165Hz trên độ phân giải 2K. Nhưng mà tại thị trường Việt Nam thì Asus sẽ chỉ mang về chúng ta cái option với độ phân giải là 2K cùng tần số quét là 165Hz mà thôi. Bản thân mình cũng nhận thấy là 2K 165Hz ở trên những chiếc laptop này thì nó cũng rất hợp lý, nên đây cũng sẽ là một cái điểm mà các bạn không cần phải thắc mắc. Với cái màn hình này thì tất nhiên nó cũng sẽ đạt đủ tất cả những cái tiêu chuẩn như là độ chuẩn màu Pantone, và chúng ta cũng sẽ có giải màu đạt 100% sRGB, rồi giải màu DCI-B3. Tất cả mọi thứ đều là xịn sò nhất để cho các bạn có thể sử dụng với rất nhiều những cái công việc khác nhau, từ là chỉnh đồ họa này hay là cho tới việc chúng ta sử dụng nó để giải trí, xem video hay là chơi game thì đều ngon. Ngoài ra với Zephyrus S17 năm nay thì các bạn sẽ thấy cái viền trên của nó hơi dày, bởi vì là Asus đã mang lại cho chúng ta ở trên đây là cái webcam. Với những sản phẩm trước đây thì Asus cũng đã nói với game thủ chuyên nghiệp sử dụng những chiếc máy này để livestream game thì không ai dùng những cái webcam tích hợp của những chiếc laptop để livestream cả. Các bạn đồng ý không ạ? Bởi vì khi đó chúng ta sẽ dùng những cái webcam rời để có những chất lượng tốt hơn, thậm chí là dùng những cái máy ảnh cộng với cả capture card để có những hình ảnh khi mà chúng ta xuất lên trên YouTube là đẹp hơn. Nhưng mà năm nay bởi vì dịch bệnh, thế nên mọi người dùng laptop không chỉ là dừng lại ở việc là sử dụng để chơi game, mà chúng ta còn sử dụng để hội họp, sử dụng để học online. Thế nên Asus đã quyết định mang trở lại cái webcam ở trên đây để giúp chúng ta có thể sử dụng nó trong nhiều những công việc hơn, dù cho họp, dù cho học hay là dù cho chơi game thì đều ổn, chứ không dừng lại ở việc như trước đây chỉ sử dụng máy để chơi game thôi. Thì đây cũng là một thứ mà mình cảm thấy hợp lý. Mặc dù là cái viền nó hơi dày nhưng nó vẫn sẽ nằm ở việc đó là chấp nhận được. Tất nhiên thì trên đây chúng ta cũng sẽ có hai micro với những công nghệ chống ồn, để do mọi người khi mà đàm thoại bằng micro tích hợp bên trong máy nó cũng sẽ là tốt nhất. Đến với một cái điểm mà mình thấy nó cũng đặc biệt ở trên chiếc máy này, đó chính là phần bàn phím. Thì nếu như các bạn để ý á, thì tổng thể cái con máy này nó sẽ được lấy lại chính cái ngôn ngữ thiết kế ở trên chiếc Zephyrus Duo, chứ không phải chỉ mặt A đâu. Bởi vì cái phần bàn phím này khi mà các bạn gập xuống này, nó sẽ tự động hạ xuống, chúng ta mở lên nó sẽ tự nâng lên, và nó chính là cái phần màn hình của chiếc Zephyrus Duo mà các bạn đã từng thấy. Khi mà các bạn gập xuống thì màn hình nó sẽ hạ xuống, khi các bạn nâng lên thì màn hình nó sẽ đẩy lên. Thì thay vào đó, thay vào vị trí màn hình, nó sẽ là vị trí của bàn phím. Và đây cũng sẽ là những gì mà mình đang rất là mong đợi trên chiếc Zephyrus S17 của năm nay. Bởi vì như các bạn thấy, Zephyrus S17 năm ngoái ấy, thì nó dùng lại cái thiết kế của con Zephyrus Duo, nhưng mà cái phần bên trên này thì lại là phần trống, trong khi đó thì phần bên dưới lại là phần chứa bàn phím cùng với cái touchpad quá nhỏ ở phía bên cạnh hông này. Bên trên thì chả để làm gì hết, thế nên nó rất là xấu xí và nó làm cho chúng ta mất luôn cả cái phần chiếu nghỉ ở đây. Thì năm nay cái chiếc Zephyrus S17 này nó được thiết kế một cách hài hòa hơn, một cách tinh tế hơn, để giúp cho các bạn khi mà gõ bàn phím vẫn sẽ thoải mái, chúng ta cũng sẽ có bàn phím full size, và bên dưới sẽ là một cái touchpad cực kỳ to, cảm ứng, đa điểm, tất cả mọi thứ đều ok, vuốt rất mượt, và cái độ to này thì có thể so sánh với những chiếc MacBook đây các bạn ạ.
Và thêm nữa thì ở trên cái phần bàn phím này chúng ta cũng sẽ có bàn phím. Các bạn nghe thấy tiếng gì không ạ? Bàn phím cơ học, chứ nó không còn là những bàn phím thông thường, những bàn phím với cái lót cao su như trước đây nữa. Đây rõ ràng là một cái điểm mà nếu như bạn là một game thủ thực thụ muốn trải nghiệm được bàn phím cơ trên những chiếc laptop mà nó phải đặc biệt nâng hạ như này, chúng ta có một cái góc gõ bàn phím là sướng hơn, thì rõ ràng S17 lại là một chiếc máy nữa rất rất đáng để cho các bạn quan tâm. Đặc biệt hơn một điểm đó là ở trên các bàn phím này, mặc dù nó sẽ có một góc nghiêng như này thì các bạn sẽ nghi rằng nó sẽ có độ flex rất cao, nhưng Asus đã làm cực kỳ chắc chắn. Các bạn thấy này, mình nhấn vào này, nó tỏ ra cứng cáp cực kỳ luôn các bạn ạ. Tất nhiên thì nó cũng sẽ có bị hơi lún xuống, nhưng mà nếu như các bạn gõ bình thường sẽ không thấy flex một tí gì cả. Chưa dừng lại ở đó, ở trên cái phần bàn phím này thì chúng ta cũng sẽ có một con lăn ở cái trạng thái mặc định á. Khi mà các bạn lăn lên lăn xuống thì nó sẽ là thao tác để cho chúng ta chỉnh được volume. Nhưng nếu như các bạn không muốn sử dụng nó làm cái con lăn volume á, thì các bạn cũng có thể tùy chỉnh lại ở trong Armory Grid. Bấm vào đây cái này và các bạn sẽ có thể tùy chọn được nó với một số những tác vụ như là biến nó thành một con lăn để cuộn tra chẳng hạn. Nói chung là có rất rất nhiều những thứ để các bạn tùy biến với con lăn này. Đối với cấu hình được trang bị trên Zephyrus S17 đi thì chúng ta sẽ có ở đây là trang bị với chip Intel Core i9-11900H. Các bạn sẽ có 32GB. Thêm nữa thì các bạn sẽ có ở đây là card đồ họa RTX 3080 luôn các bạn. Đều là những trang bị khi mà nghe thì các bạn sẽ phải giật mình đúng không ạ? Nhưng đây vẫn chưa phải tất cả. Khi mà các bạn nghe đến TDP của con này thì nó mới khủng khiếp. CPU của nó khi mà hoạt động ở ổn định, ở cái trạng thái ổn định ấy, thì nó sẽ cắn khoảng tầm là hơn 50W điện. Còn khi chúng ta turbo boost lên ở cái mức cao nhất, đặc biệt là khi mà mình sử dụng để chấm Cinebench R23 ấy, thì nó sẽ ăn hơn 100W điện. Nhưng chưa dừng lại ở đó, con chip Intel Core i9-11900H này thì nó có tới 8 x 16 luồng. Như vậy thì nó sẽ giúp cho những cái tác vụ sử dụng đa nhiệm của chúng ta sẽ mượt mà và ngon lành hơn rất là nhiều. Mình cũng đã sử dụng Cinebench R23 để chấm điểm trên con máy này thì nó sẽ đạt là 1.458 điểm single core. Trong khi đó điểm multi-core chúng ta sẽ có là 12.935 điểm. Test thử với tựa game PUBG ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là ở cái mức setting Ultra thì cái chiếc máy của chúng ta vẫn có thể đạt được khoảng tầm hơn 100 FPS. Nó ở khoảng tầm là 100-110. Đôi khi thì nó cũng sẽ giảm xuống khoảng tầm 90-85 thì tùy theo từng cái địa hình, tùy theo từng cái nơi mà các bạn đang chạy thì nó cũng sẽ tăng lên giảm xuống thôi. Nhưng quan trọng một điều đấy là hình ảnh của chúng ta nó vẫn sẽ mượt mà, và các bạn cũng sẽ để ý ở đây, nhiệt độ của CPU và GPU luôn luôn ở mức là dưới 80 độ. Để đạt được cái mức nhiệt độ ngon như này á thì Zephyrus S17 được trang bị bên trong một hệ thống tản nhiệt nhìn cực kỳ kinh khủng luôn. Các bạn nhìn này, ống đồng chi chít chạy ngang chạy dọc. Nói chung rằng là đây mới chỉ là một cái bài ăn box cái con này máy này ra và mình cũng sẽ test nhanh với tựa game đó thôi. Còn lại những tựa game khác hay là những tác vụ khác kiểu render video, làm After Effects các thứ thì mình sẽ hẹn các bạn ở trong một cái video sau. Mình trải nghiệm kỹ hơn thì sẽ có thể chia sẻ đến cho các bạn nhiều hơn. Với Zephyrus S17 thì chúng ta cũng sẽ có cực kỳ đầy đủ những cổng kết nối như là cổng HDMI này, cổng USB-A, cổng USB-C, và tất nhiên thì nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta chuẩn Thunderbolt 4, và các bạn sẽ có đây là jack cắm tai nghe 3.5mm kiêm mic. Bên cạnh phải thì sẽ có thêm hai cái cổng USB-A nữa để cho các bạn có thể kết nối được với nhiều những thiết bị ngoại vi hơn. Bên cạnh đó thì Zephyrus S17 cũng sẽ được trang bị ở đây hệ thống với 6 loa mang lại cho các bạn những hiệu ứng âm thanh vòm khi mà chơi game hay là xem video hay là xem tất cả mọi thứ, nghe âm nhạc trên đây cực kỳ đã. Tóm lại thì đây rõ ràng là một con laptop đắt, đắt nhưng mà nó sắt ra miếng, và nó xứng đáng với từng đồng mà các bạn bỏ ra từ trang bị bàn phím cơ này, rồi góc nâng bàn phím này, màn hình rất chất lượng với kích thước lớn, trang bị webcam, và chúng ta sẽ có một cấu hình đỉnh cao với chip Intel Core i9 cùng với card RTX 3080. Còn các bạn thấy sao về Zephyrus S17? Hãy comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới. Và các bạn muốn mình làm thêm những bài test vì với con máy này cũng comment yêu cầu phía bên dưới luôn. Mình sẽ cố gắng làm thật nhiều bài test với Zephyrus S17 nhá. Thực sự mình đang rất là bị kích thích bởi con máy này. Còn video này của mình thì giờ lại tới đây. Các bạn có thể click đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Ngọc Trời Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.